Ngày 26 tháng 11, ông Nguyễn Văn Đeo, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, cho biết vừa phẫu thuật thành công một bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp do mắc xương cá. Bệnh nhân là ông Hồ Văn Chính, 43 tuổi, ngụ xã Vĩnh Bửu, huyện Tân Hưng. Trước đó, ngày 24 tháng 11, ông Chính nhập viện trong tình trạng sốt cao, đau bụng dữ dội. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện vùng hạ vị bên phải của bệnh nhân có khối áp xe và dị vật xương cá. Sau đó, bệnh nhân được phẫu thuật, lấy ra một xương cá dài 2,5cm. Theo bác sĩ, thường nuốt phải xương cá, khi trôi xuống bao tử sẽ đâm thủng bao tử. Trường hợp xương cá trôi xuống tới ruột thừa là hiếm thấy.